lai đúng mục tiêu rồi cái nó nói cười kìa. Chị chào Zét nha, Zét tôi hái cho chị Nhiên mà lai đúng mục tiêu cái nó cười kìa, chịu nổi không? Nhìn cái khu Đà Lạt đẹp dễ sợ hán. Ừ, Hoàng Giang, anh chị thấy cái khu Đà Lạt mộng mơ của bọn bao que sọ lá mà Nhiên chia trên trang nhà của trên trang Facebook của Thái Ngọc Nhiên không anh chị? Ôi trời ơi, tôi nói với bà con cô bác nghe nghe. Nhiên nói với bà con cô bác nghe nghe. Trời ơi, cái bọn mà cờ vàng mà lưu vong á anh chị. Chào tổng, chào anh chị nghe. Cái bọn cờ vàng lưu vong á, lúc mà thời mà mình chưa biết xài cái Facebook này nè anh chị, chưa biết xài cái Facebook này nè, ha ha, quốc tên Đà Lạt luôn. Quốc tên Đà Lạt luôn đó. Cái khu đó là khu Đà Lạt mộng mơ. Ngày xưa thì cái bọn cờ vàng nó lên trên không gian mạng á anh chị, lúc mà thời mà chưa có cái Facebook này anh chị biết gì không, thì ba que nó nói là nước Mỹ là thiên đường. Thiệt, đúng rồi đó. Cái bọn ba que mà cờ vàng lưu vong ở Cali á, chị Yến, chút nữa em mời chị nghe, bữa nay cái Facebook thì mời được rồi nè. Anh chị biết không, cái thời mà chưa có cái Facebook, mà cái Facebook năm 2004 á, thì lúc đó bà con trong nước mình chưa biết là mạng xã hội là gì. Cũng nhờ cái Facebook năm 2016, 2017 đến nay á, bà con ở trong nước á là mới biết cái mạng Facebook. Em chào chị chào chị Hải Yến Bùi, em chào anh Chu Hoan. Thì năm 2004 á, thì cái Facebook nó mới có. Nhưng mà cái thời điểm đó thì cái Facebook mới có, nhưng mà gần đây mấy năm cách gần đây á, anh chị biết không, là 2000 sau cái vàng ngày vàng khoan 981 là 2014 thì bà con trong nước thì mới biết cái Facebook thôi. Gần mới biết vụ vàng khoan 981 rồi mới biết cái Facebook thôi chứ chưa tham gia nhiều nữa. Đó 2017 là con Nhiên lên nó chửi Phan Động, là chửi con Ly Sao Phạm, rồi chửi con ơi Mỹ Lì, rồi con Trang Lê, thấy không, rồi con Lâm Ngăn Mai thời điểm đó đó. Ban đầu thì Nhiên chửi con ơi Mỹ Lì với con Ly Sao Phạm, rồi 2009 mới có hả cưng? Ờ, nhớ lộn 2009, chị nhớ lộn 2004, xin lỗi em nhé. Thì cái thời 2017 đầu mà Nhiên mới lên không gian mạng là chửi con Ly Sao Phạm, con ơi Mỹ Lì, con Lâm Ngăn Mai. Hồi đó là xài Yahoo, đúng rồi, hồi đó xài Yahoo. Thì Lâm Ngăn Mai, con ơi Mỹ Lì, thì đầu 2017 là Nhiên mới lên quậy in cộng đồng. Thì cái từ mà quậy in cộng đồng chửi Phản Động đó thì người dân trong nước mới biết về cái mạng xã hội. Ôi sao con nhỏ này nó chửi ai mà chửi ghê quá vậy. Thì vì cái chỗ đó thì cái bà con ở trên khơi, người dân trong nước mình nó lên không gian mạng thấy ồ con Nhiên chửi quá trời chửi, không biết chửi ai, chửi quá trời chửi, mà chửi tục, chửi quá luôn. Nhờ cái Facebook như vậy thì người ta mới, thì người dân trong nước mình mới đi tìm hiểu ra là Nhiên chửi ai, thì ra là con Nhiên chửi cái bọn Phản Động lưu vong. Bọn Phản Động lưu vong thì anh chị cũng đã biết rồi, nó nói là nước Mỹ là thiên đường. Thiệt anh chị, hồi đó mình nói là thiên đường đúng không anh chị biết không, gọi là thiên đường thiên đường đúng rồi đó. Hello Nguyễn Khôi, người đẹp, nhớ tôi không? Em không nhớ anh đâu Nguyễn Khôi, anh nhắc đi em mới nhớ. Nhưng chào lên anh chị nha. Cái thời đó 2017 như vậy rồi tụi nó lên trên mạng nó nổ nha. Nước Mỹ hen giàu lắm hen, ai như người dân trong nước tụi bay
con Thái Ngọc Nhiên á hả, chưa ra khỏi lũy tre làng, ở dưới cộng sản ngu dốt, nhà thì nghèo. Trời ơi, bữa nay mới biết thêm, hèn chi nó nói nó nói là thiên đường. Đúng rồi, thiên đường cũng bao que đám cờ vàng lưu vong mà chỏ vào nước mà chửi nước Việt Nam á là thiên đường gì không? Đà Lạt mộng mơ. Đây nè, thiên đường Đà Lạt mộng mơ à, cái khu đó là khu thiên đường Đà Lạt mộng mơ của bọn bao que sọ lá. Anh chị nó vui gì đâu, nó vui anh chị. Em chào anh Hú nha à. Trời ơi, nói thiệt với anh chị Linh Nguyễn, chị chào em nha. Điệp Nguyễn nhớ không? Anh Điệp Nguyễn hả? Chào mấy em phụ nữ Việt Nam. Dạ, chào anh. Chào, chị chào Nguyễn Đức nha. Chào Linh Nguyễn nữa nè. Chào em trai Linh Nguyễn nè. Em trai ở trên ở Hà Nội nè. Nè. Đã nhiên đã nhiên mở cái xứ thiên đường Đà Lạt mộng mơ của các em mà cờ vàng nha. Trời ơi, tôi nói cô bác anh chị biết không? Khánh Nguyễn, chị chào em. Ở Mỹ thiệt mà. Vậy mới dài hơn 500k đó. Chào người chồng yêu dấu Cầm Nguyễn già của em nha. Chào anh chồng già Cầm Nguyễn. Anh chồng già Cầm Nguyễn ơi, mai mốt nhớ đi rước em tha vợ Thái Ngọc Nhiên đi qua xứ Đà Lạt mộng mơ, ở chỗ bọn cờ vàng bao que xỏ lá đó nghe anh Cầm Nguyễn. Chị Nhiên ở khu nào Đà Lạt vậy? Cái khu anh già, anh chồng già Cầm Nguyễn ơi, anh á, em nói thiệt với anh á, không biết là đại gia tỷ phú nào ha mà bảo lãnh em đi, em không có đi đâu. Không, tuyệt đối là em không bao giờ qua Mỹ. Em thề hay là chung thủy anh Cầm già, mà anh Cầm già về phải bảo lãnh em, mà anh cầm già phải bảo lãnh em á đi qua cái xứ mà thiên đường Đà Lạt mộng mơ của nước Mỹ á. Thiệt với anh á, tiền á thì em không bao giờ em lấy, em cần cái tình của anh Cầm dẫn em đi qua cái xứ Đà Lạt mộng mơ, hai đứa mình đi hưởng từng trăng mặt ở đó. Đây nè, đó, để Nhiên quay cho anh chị nha. Nhiên mở camera sao? Anh chồng già ơi, em Nhiên á hả, sẽ cuộc đời này sẽ chung thủy với anh. Hồi sáng này phóng viên của mình nó có đi tới cái khu vực này á, rồi xong nó báo cho mình đây là cái khu phố gọi là cái làng Đà Lạt. Thì cái khu vực này thì cái nhóm phóng viên đã phát hiện ra nơi ở chỗ này á là của Hoàng Duy Hùng. Để mình vô trong mình xem coi cái khu vực này nó sao ra. Cái tiệm bánh mì Cao Thắng, khu này nhìn đi ghê thật chứ, phải nói là cái khu mà tụi bao que sống là kinh hoàng thật chứ. Vì đó rác không. Thì bên đây kìa, nhà cửa gì mà chơi hai ba lớp làm như nó sẵn trộm vô cầm chuối của nó hay sao không biết nữa. Đằng kia có cái máy này, cái máy là cái máy nước để mình đi lã lướt phía trước xung quanh, xong rồi mình đi vô sâu vô trong kia coi có cái gì. Trời ở cái mai mà nó cắt bông giả lên thì kinh quả nè, ghê thiệt cái chứ. Tại vì buổi sáng này anh Cầm già ơi, cái xứ thiên đường của Mỹ gì đâu mà chơi mai giả với anh hả? Cái xứ thiên đường Đà Lạt mộng mơ mà sao anh chơi mai giả với anh Cầm hả? Anh Cầm già của em, anh Cầm già chồng yêu của già. Anh chơi kỳ lắm đó nghe, chơi mà không chơi mê thật mà chơi mê giả vậy anh Cầm già. Tại vì hồi sáng này á có mấy người nói không phải tin đây là Mỹ, nên á mình tức quá mình phải chạy liền tới chỗ này, mình tới mình coi coi nó ra sao.
thì đúng ngay cái vị trí của thằng phóng viên mình là sáng luôn, thì đó là Duy Chân Nhân đó, chỗ này là cái chỗ hồi sáng nó đứng nè, thì mình cũng sẽ đi theo cái của nó, nhưng mà hồi sáng nó đi đông người mình đi một mình phải cầm máy theo mình quay mới được. Trời, nó cái chỗ sáng nó vô nè, mình vô trong cứ coi. Trời ơi, nó thua một cái gầm cầu của chó ở nữa. Phải nói là cái tụi ba que nó ở trong cái khu này thì mình sẽ không hiểu nổi sao nó ở trong đây được á chứ. Nhìn là biết liền. Còn đây nè. Trời ơi, má ơi, cái cậu thua cái khu quận 4 nữa. Thua xa. Sáng mấy người vô comment tụi ba que sọc lờ nó vô comment nó nói đây không phải Mỹ. Mình mới tức quá, mình nó vô mình đi vô sâu luôn, mình đi thử vô trong đây coi ra sao nè. Nói thấy chưa? Thấy cô bé Việt Nam đứng mở cửa không? Khu này là khu nghèo, khu dạng là khu ổ chuột luôn á. Dạng là khu ổ chuột luôn á. Coi coi mấy chỗ. Trời ơi, xe cộ gì mà đầu từa lưa. Đường xá ổ gà ổ voi không. Chà nội ba que đó đâu có biết phát hiện ra mình là Việt Cộng vô tới trong này đâu. Vô tới tận hang ổ tụi nó luôn. Tới ngay ổ chuột tụi nó luôn. Kinh khủng thiệt. Má ơi, kinh khủng khiếp. Giả man rợ. Trời ơi, gì mà thấy ghê dữ vậy trời. Tại vì hồi sáng này mấy người đó họ báo với mình là mình lập tức là mình phải xuống liền ngay lập tức. Kỳ trước là mình tụi đó nói là mình không có dám đi vô trong cái khu của tụi ba que này. Mình đi thẳng vô trong cái chỗ này luôn coi nó làm gì mình. Ghê thật chứ, má sao ở dày dơ. Ở dơ như thú vậy mà nó cũng ở được, cái bó tay luôn. Anh cầm già ơi. Anh cầm già, anh ở Mỹ mà sao mà anh để anh cầm già ở ngoài kia người ta ngồi hết rồi. Anh cầm già ơi, anh ở Mỹ mà sao anh để cho con cháu con cháu của anh nó ở dơ dữ vậy anh cầm hả? Hả anh cầm vậy mà cũng gọi là Đà Lạt đó mới ghê chưa. Anh cầm, anh cầm ơi, em hỏi anh nghe, bọn ba que nói ở thiên đường, ở nước Mỹ là thiên đường, thì thiên đường có phải là Đà Lạt mộng mơ không anh? Trời ơi, Đà Lạt mộng mơ của người ta ở Việt Nam nha, có gì à, có hoa cỏ thơm tho rồi có gì à, có gì có đòi gì đòi à, có cái đòi à, đòi gì anh chị coi đòi thông hai mộ rồi cảnh vật có thì đẹp lãng mạn cực kỳ. Trời đất ơi, trời đất ơi. Mà để bao que làm sao á hả, mà phản động lưu vong làm sao mà để Đà Lạt mộng mơ gì mà ở dơ rồi lớp nào hả, đường thì xanh quanh đó thì không có chảy gãy nhựa gì hết trơn nữa trời. Ở Việt Nam nè đó, ở Việt Nam nè, trời ơi, cái xứ của cộng sản bao que nó thường nó chơi nè giờ này đó. Cái xứ của cộng sản như vậy đó, chịu nổi không? Chèn mẹt ơi, biệt thự sang trọng hả? À, đó anh chị nhiên chút nữa anh chị lấy cái clip này ghép vô cái clip mà của đứa em mà nó quay chỗ khúc á Đà Lạt mộng mơ ở thiên đường California của Mỹ á anh chị. Đó, anh chị thấy cái thiên đường của nước Mỹ không? Buông ra mình đưa những cái sự thật. Cũng cảm ơn cái đứa em mà quay cái clip đó để cho người dân trong nước biết. Cảm ơn em, chị cảm ơn em. Nhưng cảm ơn tất cả anh chị người Việt đang sinh sống trên đất nước Mỹ. Bỏ ba que ra nha. Nhờ các anh chị đem cái sự thật, quay cái sự thật đó đưa lên không gian mạng, nhờ cái mạng xã hội, nhờ cái mạng Facebook này mà người dân trong nước biết cái sự thật là cái tồi tàn của bọn ba que xỏ lá. Ở đó là bang Texas đó các anh chị. Ở cái chỗ mà Nhiên vừa quay xong đó là bang Texas đó anh chị. Thì nhìn cái mặt thì ghê thật chứ. Má, tại vì bắt rất chỉ vô đây phải chào thôi chứ đừng nữa. Chào cái tụi ba que trong đây đâu. Má kinh khủng, trời ơi. Cái chỗ vậy mà sao nó ở được hay thiệt cái chứ. Không hiểu nổi luôn á, mà không thể nào mà nếu mà không có tụi phóng viên như tụi mình là không có phát hiện ra những cái chỗ như vậy đâu. Kinh hoàng. Mà những cái chỗ nó đang ở nha. Bên trong bên ngoài nó có ghê không? Hồi sáng tụi có tụi kia nói cái này quay ở châu Phi kìa, bị số xe tới xịt kìa con. Nhìn kỹ đi. Mẹ khùng. Văn Phương Võ á, có thằng bao que xỏ lá cầm đầu nữa kìa.
có thằng Văn Phương Võ, thằng Ba Que Sò Lá. Văn Phương Võ, cái xứ Đà Lạt mộng mơ của mày ở nước Mỹ sao đẹp vậy hả? Vì đâu mà đường ổ nhựa, ổ chó, ổ chuột gì tùm lum hết trơn vậy. Còn nhà thì nhà gì lụp sụp vậy trời ơi. Thằng em nó quay clip đó, nó nói ôi không ơi thúi quá. Ê nó nghe nè, Văn Phương Võ sao ở nước Mỹ mà không có văn minh vậy hả? Anh Phú đợi em tí. Văn Phương Võ ở nước Mỹ sao em không có văn minh vậy hả? Em chào anh Hoàng hả? Ở nước Mỹ sao không văn minh vậy Văn Phương Võ mà lại ở dơ vậy trời hả? Hả ở dơ chứ vậy trời. Nhà thì để sùm sụp ổ chó, ổ chuột, gửi đồ ỉa chay rồi hôi rượu, hôi bia thuốc vậy trơn á. Thằng em nó quay nè. Ôi, thiên đường Đà Lạt nước Mỹ nhìn sao mà có cây mai giả nữa. Trời đất quỷ thiền ơi. Ở nước Mỹ thiên đường Đà Lạt thì giàu lắm mà. Người ta chơi mai thật đi. Thấy không? Trời ơi, chơi mai thật nè. Chỉ là sao? Có cái này cái là Việt Nam gỡ mai qua bển. Muốn một chiếc phi cơ chở cái cây mai qua bển xài mai thiệt luôn. Nó thiệt lòng á nghe Văn Phương Võ. À. Văn Phương Võ nó nghe nè, Ba Que Sò Lá. Xấu hổ không? Hả? Cái clip mà chị mới vừa đưa xong nó xấu hổ không? Ở dơ chứ vậy. Hả? À. Ê Ba Que Sò Lá, Cờ Vàng, xấu hổ không? Hả? À. Bởi vì cho nên nó chở cái mỏ về trong nước, bây giờ người dân trong nước nè, nè, nè. Nè, tao quay nè. Già trẻ bé lớn giờ này cọc hơi kìa. Kìa. Coi kìa đó. Người ta cọc hơi nè, ta còi cọc hơi nè. Thấy chưa? Học sinh cọc hơi nè. Nè cọc hơi nè, coi cọc hơi nè. Rồi con nít người lớn cọc hơi nè, đó. Đó. Thấy không? Thấy không Văn Phương Võ? Thấy không? Biết xấu hổ không? Ôi thiên đường Đà Lạt gì kiểu gì vậy hả? Hả? Ở cái gì biệt thự khách sạn 5 sao của bọn Ba Que Sò Lá đó hả? Ê nó nghe nè, nó nghe cái bọn Cờ Vàng ba sọc, cái bọn Ba Que Sò Lá siêu tạc dữ lắm mà. Ôi người dân ở với cộng sản nghèo trí tuệ, nghèo thông minh. Ôi nè đó, tao quay trực tiếp nè, con nít cũng biết uống cọc hơi, ngồi những người lớn tuổi như vậy đó. Thì xách xe chạy vòng trong cái khu Ba Que của tụi nó coi. Cái phía trước, cái tòa nhà phía trước á, đó là cái tòa nhà coi như là để tụi nó tập trung, để tụi nó la hét cái tụ tập khủng bố trong đó đó. Đó, treo cờ bên đây nó cũng vậy luôn. Hai bên luôn, hai đầu đường luôn. Rồi giờ mình vô cái khu của Hoàng Duy Hùng đi. Hoàng Duy Hùng sống cái khu còn kinh hoàng nữa. Nó chơi nè, cái chỗ nãy nè, nhưng mà để mình lái xe vô luôn. Vô tới tận trong sòng thì tụi nó luôn nè. Đó, nãy nhìn thấy khác mà giờ nhìn thấy ghê hơn nữa không? Trời ơi, không biết cái tụi này không biết làm sao nữa. Mà kỳ trước cái đám cô hồn này á, nó xuống dưới, nó xuống dưới ngay chỗ khu vực người Việt á, hú ngựa, ta tưởng ta đây giàu có này kia, tưởng là đủ ngựa đi xe thứ dữ này kia xuống, rồi giờ mới phát hiện tận cái ổ tụi nó sống nè, tận cái ổ luôn. Trời ơi, mà tụi nó nổ quá mà về Việt Nam nói đủ, mấy tao sống biệt thự villa, đúng rồi, cái từ villa đúng á, tại vì cái tên chính thức của cái làng này á, là Villa Laza. Nhưng mà cái khu người Việt Nam á, rồi người ta đặt là Đà Lạt, nó nhìn thấy Đà Lạt mộng mơ không? Đồi núi chập trùng đó, Đà Lạt mộng mơ, đây là khu gọi là làng Đà Lạt á, nó sương mù của Đà Lạt nhìn thấy rồi mọi người. Mà không biết, xin lỗi nhìn có những anh em chị em sống ở Đà Lạt thì mình xin lỗi, nhưng mà những cái tụi cô hồn bên đây nó sống nó đặt cái tên thành phố Đà Lạt nghe ô nhục thiệt chứ. Nghe mắc cỡ cho cái thành phố đẹp lộng lẫy của ta, thành phố ngàn hoa mà nó chơi vô cái thành phố vậy mà ngàn hoa nổi không? Nổi không? Trời ơi. Thế thiệt không biết đặt cái tên gì, đặt cái tên làng Ba Que cái bộ là hay hơn á. Quốc làng Đà Lạt. Mẹ. Đó, một thằng Ba Que đang đi tới nè, nó thấy mình vô Ba Que là một mặt đó, khu nhà nghèo thấy mẹ luôn mà nổ.